Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình gửi đến các bạn một cái mẫu nhẫn rất là độc lạ. Đấy thì như mình cũng đã giới thiệu ở trên các cái video của mình. Bên nhà mình là mình chuyên làm bạc ta và làm hàng hàng đặt bạc đẹp. Thì ngoài những cái mẫu mình có ra nhé, thì mình còn nhận làm những cái mẫu mà thiết kế theo yêu cầu. Nếu như mà các bạn có một cái mẫu nào mà các bạn là muốn làm nhé, thì các bạn là cứ gửi mẫu cho mình. Nếu như mình làm được là mình sẽ nhận làm cho các bạn luôn. Đấy, bởi vì bên nhà mình là mình làm hàng đặt, mình có thể làm được theo yêu cầu của các bạn nhé. Đấy thì các bạn là nếu như các bạn biết được những cái sản phẩm bên nhà mình và biết được là mình là bên nhà mình làm hàng đặt, thì các bạn cứ liên hệ để các bạn gửi mẫu cho mình nhé. Đấy, mình làm được là mình sẽ nhận làm cho các bạn. Đấy thì đây cũng là một cái mẫu nhẫn mình làm theo yêu cầu cho một bạn khách. Nhẫn này gọi là nhẫn Tam Sơn. Có thiết kế rất là độc đáo các bạn nhé. Một bên là hình rồng. Đấy, hình con rồng được thiết kế 3D rất là đẹp và sắc nét. Một bên là hình hình con dần các bạn nhé. Đấy, mình phải nói tránh như thế. Và cái răng của nó ở trên, cái răng bọc này cũng là răng con dần. Đấy thì cái răng này nó có cái cấu tạo giống như là ba ngọn núi, cho nên là cái nhẫn này gọi là nhẫn Tam Sơn các bạn nhé. Đấy, rất là độc lạ luôn. Nếu như mà anh em nào mình thích chơi cái hàng độc lạ, thích chơi hàng khủng, thì mọi người tham khảo cái mẫu nhẫn Tam Sơn này. Đấy, đây là một cái mẫu nhẫn rất là độc đáo luôn. Cái này đeo rất là to và khủng các bạn nhé. Đấy, nhiều những anh em mình chơi hàng độc lạ là mọi người thích chơi những cái hàng to như thế này. Đấy, còn nếu như mà anh em mà thích đeo cái những cái mẫu nhẫn nó gọn hơn, thì mình sẽ tham khảo sang kiểu khác. Đấy, hoặc là mình làm sang cái mẫu nhẫn nhị sơn các bạn nhé. Đấy, nhị sơn tức là hai ngọn núi này, hoặc là mình cũng thấy có cái mẫu nhất sơn nữa. Nhất sơn tức là cái răng của nó chỉ là một ngọn núi thôi, thì gọi là mẫu nhất sơn, nhị sơn và tam sơn. Thì cái mình đang giới thiệu đây là nhẫn tam sơn các bạn nhé. Đấy, đây là một cái kiểu nhẫn rất là dày đẹp. Cái trọng lượng của cái nhẫn này là một cây các bạn nhé. Đấy, được thiết kế bản rất là to, dày, chắc chắn. Đấy, bên trong bọc rất là cẩn thận luôn. Đấy thì bên nhà mình cũng có rất là nhiều mẫu nhé. Các bạn cần xem mẫu thì các bạn liên hệ với mình. Mình sẽ gửi cho các bạn thêm một số mẫu nữa, bởi vì trên kênh của mình hoặc là trong Zalo là mình cũng không 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 chưa chưa có được hết mẫu, bởi vì bên nhà mình làm hàng đặt mà nhiều khi là có mẫu nhưng mà chưa chưa có sản phẩm để quay đó, cho nên là các bạn cứ liên hệ với mình nhé, mình sẽ gửi mẫu cho các bạn lựa chọn. Nếu như bạn nào mình xem cái video này nhé, các bạn thấy yêu thích thì các bạn hãy like video nhé, chia sẻ video cho mình, và đặc biệt là các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, giúp mình và để đón xem những cái sản phẩm mới độc lạ bên nhà mình sẽ ra tới đây nữa. Bên nhà mình là mình có sản phẩm mới liên tục và hàng ngày là mình sẽ có video, cho nên là các bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình nhé. Đấy thì mình đã giới thiệu xong cái mẫu nhẫn Tam Sơn này. Bạn nào yêu thích cái kiểu này thì các bạn có thể alo cho mình, hoặc là các bạn kết bạn Zalo với mình qua cái số là 0966 646 460. Đấy, mình sẽ tư vấn cho các bạn về cái sản phẩm mà các bạn có nhu cầu nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình xin dừng cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn các bạn.